Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, kênh 2, chiều thứ Sáu ngày 16 tháng 6 năm 2023, từ thành phố Hồ Chí Minh, nước Việt Nam. Thưa quý khán thính giả, sự kiện mà một số người khủng bố tấn công vào trụ sở công an ở tại hai xã Ia Tiêu và Ia Cà Tơ ở tại tỉnh Đắk Lắk, Tây Nguyên, thì có một số người hỏi tôi, ở bên Mỹ có đạo luật chống khủng bố không, anh Hùng? Họ xử sự với những người khủng bố như thế nào? Và nếu họ đưa ra tòa thì mức án của những người đó làm sao? Bây giờ, thưa quý khán thính giả, tôi nói chữ xử sự trước. Xử sự thì đối với những người mà khủng bố, khi mà các cơ quan chức năng truy lùng họ, thì họ rất là dữ dằn. Những người mà không tuân nghe lời cảnh sát hay là các cơ quan chức năng của nước Mỹ thì họ dùng vũ lực cách rất là khiếp khủng, bỏ chạy là bắn chết liền. Và khi mà giơ tay lên đầu hàng đó thì họ cũng dí xuống, đạp đầu xuống dưới đất. Còng lại. Tôi nói chuyện này thôi, những người mà ở bên Mỹ chuyên làm nghề buôn bán rượu biết khi mà cơ quan TABC của Mỹ, tức là cơ quan Tobacco Alcohol Beverage Commission, vào nghi là có bán rượu hay là bán chất nghiện dưới tuổi vị thành niên, dưới 18 tuổi hoặc là chưa đủ tuổi. Mỗi lần mà cảnh sát xông vào đó, thì họ làm như là cái gì kinh khủng lắm. Một đoàn người xông vào khóa cửa xong mà chủ tiệm mà không nằm xuống đó thì họ còng, họ đánh, họ đập cũng có nữa. Phản kháng là không có thể được đối với người Mỹ. Đó là xử sự. Những người bán tiệm rượu ở bên nước Mỹ, nhất là ở tại Texas, biết chuyện này. Chính cơ quan TABC của Mỹ gài độ vào, tại vì người Mỹ, nhất là những người da màu, 20 tuổi 9 tháng 10 ngày trông giống như 25 30 tuổi. Cầm những chứng minh giả từ tiểu bang khác tới, đưa nhiều khi mà người bán hàng không biết bán cho họ. Vậy mà bước ra khỏi cửa tiệm thôi, ngay lập tức cơ quan TABC cùng với các chức năng ập vào. Và khi ập vào đó họ không phải để yên đâu, họ khóa cửa tiệm rượu lại. Họ làm y như là một chuyện gì vi phạm kinh khủng lắm. Đó là cách xử sự của các cơ quan công lực của nước Mỹ. Nên liên quan đến vấn đề khủng bố cũng thế. Họ rượt một người mà khủng bố hay là một người nào đó họ cho rằng là nổi dậy đó, thì họ bất cần. Ra lệnh úp mặt xuống dưới đất là phải úp mặt xuống đất. Còn không thì họ đánh đập một cách rất là dã man. Như quý khán giả cũng thấy những thước phim ở trên truyền hình của Mỹ nhiều lần rồi. Nên chữ xử sự thì tôi cũng xin nói chữ xử sự là như thế. Xử sự về thế lực thì như thế, nhưng mà cách nói lại khác. Người Mỹ khi mà nói với những người mà phạm tội như thế, hoặc là nghi phạm, hoặc là những người chưa bị kết án, và ngay cả khi bị kết án, họ cũng thưa là sơ madam, ông bà một cách ngọt xớt, chứ không phải giống như những suy tư ở bên Việt Nam này. Đối với người Mỹ, với những người mà lớn lên trong văn hóa Mỹ như tôi đó, một người mà bị bắt chưa phạm tội thì gọi là nghi phạm thôi. Mà có phạm tội, có bị kết án đi nữa thì người Mỹ vẫn gọi đó là con người, thì vẫn gọi là ông bà, nhiều khi còn gọi là sơ đó, thưa ông, thưa bà. Từ ngữ ngọt ngào nhưng xử sự thì rất là nặng nề. Đó là cách làm của người Mỹ. Những người như tôi lớn lên bị ảnh hưởng văn hóa, sử dụng từ ngữ lúc nào cũng nhẹ nhàng. Có ăn có học, không nói những từ ngữ như ở bên Việt Nam này tôi nghe rất chói tai, mày tao đủ thứ hết rồi văng tục. Tôi không làm được điều đó. Tôi nói thí dụ,
người lãnh đạo của những người ở tại Tây Nguyên tấn công vào hai trụ sở công an ở tại Ia Tiêu và Ia Cà Tơ. Người lãnh đạo đó 35 tuổi, tên là Ito Aun. Mới có 35 tuổi, tôi là người đã 60 tuổi gọi người đó là anh. Chứ tôi không thể nào gọi những từ ngữ như ở trong này yêu cầu tôi là phải gọi bằng mày, bằng thằng, bằng cái gì đó. Mà nếu không gọi được thì ôi thôi, Hoàng Duy Hùng cũng là một loại như thế, không có từ ngữ đúng đắn. Các ông, các bà có quyền nói những từ ngữ thô lỗ đó, đó là chuyện của các ông, các bà. Nhưng tôi là một người có ăn, có học, không ăn nói theo kiểu đó, nói trước. Nên là những người muốn góp ý, ông Hùng là phải nói những từ ngữ thằng. Tôi không có kêu thằng, tôi gọi bằng anh, bằng ông đàng hoàng. Văn hóa là người. Chúng ta theo luật pháp, một người chưa bị kết án thì họ vẫn là vô tội cơ mà. Mà là vô tội thì chúng ta gọi những người đó bằng anh, bằng ông, bằng bà, bằng cô, bằng chị, bằng dì, bằng chú. Còn các anh, các ông, các bà thích gọi người ta bằng thằng, bằng con, cái gì đó, đó là quyền của các ông, các bà. Nhưng đừng có nói là tôi phải nói, tôi cái miệng tôi không thốt ra lời được những từ ngữ đó. Tôi nói vậy thôi. Tôi ăn học lên tới tiến sĩ để thốt ra những cái lời như các ông, các bà thốt như vậy à. Mà không thốt ra thì các ông, các bà lại chụp mũ cho tôi là phản động, là cái gì đó là. Thưa quý khán giả, đó là cách hành xử. Hành xử thì về vấn đề mà thể lực, người Mỹ rất là thô bạo. Nhưng về ngôn từ thì rất là ngọt ngào. Tôi nói như vậy, quý khán giả hiểu. Thế về vấn đề mà chống khủng bố, Mỹ ứng xử như thế nào? Thưa quý khán giả, Mỹ di dân từ châu Âu và nhiều quốc gia khác vào nước Mỹ. Khi ấy nước Mỹ là của những người thổ dân, những người mà bây giờ họ gọi là mọi da đỏ đó. Nhưng mà những người đó không phải là mọi, họ có một văn hóa khác. Họ sinh sống ở tại Bắc Mỹ từ không biết bao nhiêu đời rồi. Khi mà Mỹ vào thì họ đã có những quốc gia ở nơi đó, như là quốc gia Cherokee vân vân, hoặc là đế quốc này đế quốc nọ. Mỹ di dân từ Anh vào và Mỹ có vũ lực. Khi ấy văn minh về vấn đề súng ống nên đã tiến từ phía đông sang phía tây. Qua quá trình 200 năm mà di dân như thế, Mỹ đã thống nhất được, trở thành một nước dưới quyền nước Mỹ. Như vụ xảy ra ở tại Texas, những người da trắng di dân vào Texas thì đã gặp sự kháng cự của những người khi ấy thuộc về nước Mỹ. Texas lúc ấy thuộc về nước Mexico. Thì tổng thống của nước Mỹ khi ấy là ông Andrew Jackson. Ông nói về những người di dân đã bị chết ở tại Texas. Thì ông tuyên bố như sau: máu của chúng ta đã đổ lên trên đất của chúng ta. Chúng ta phải làm một cuộc cách mạng giành quyền ở tại Texas. Và họ đưa quân vào đánh trận, chiến thắng. Nước Mỹ đã phải nhượng phần đất Texas và rất nhiều tiểu bang bây giờ cho nước Mỹ. Sau đó Mỹ định cư ở tại nơi đây và đã cắt chia thành rất là nhiều tiểu bang, như là tiểu bang Texas, Oklahoma, New Mexico, Arizona, vân vân và vân vân. Cách làm của người Mỹ đó là sẵn sàng dùng vũ lực để xâm chiếm. Và họ đã làm được chuyện đó. Những ai kháng cự thì đều bị chính phủ Mỹ tiêu diệt, không nương tay. Có nhiều bộ tộc đã nổi dậy thời xưa, nhưng Mỹ đã tiêu diệt hết. Mỹ đã ra những đạo luật như là đạo luật về vấn đề nổi dậy đối với những người sắc tộc. Họ rất quyết liệt. Họ nói rằng những người sắc tộc có quyền giữ lại những văn hóa của họ, nhưng không có quyền độc lập.
không có quyền trên phương diện ngoại giao và trên phương diện quốc phòng. Những cái gọi là quốc gia như là The Cherokee Nation hoặc là những vương quốc gì đó đều chỉ là những khu vực được những quyền tự trị về văn hóa mà thôi. Những sắc tộc đó cho tới ngày hôm nay vẫn là như thế. Như là sắc tộc Navajo cũng chỉ được quyền tự trị về văn hóa trên danh nghĩa là một vương quốc Navajo, nhưng không có nghĩa là có quyền độc lập. Rồi sau này nước Mỹ thông qua những đạo luật mới để đối phó với những tình hình mới. Năm ngoái thôi, họ bổ túc và thông qua đạo luật chống khủng bố, rồi codify nó trở thành 18 USC chương 118, chương chống khủng bố. Thứ nhất, họ định nghĩa khủng bố là gì? Rồi những ai khủng bố, khi đã quy định được khủng bố thì truy tố những người đó về hình sự lẫn dân sự. Nếu không thắng được hình sự thì truy tố về dân sự. Ở bên Mỹ là như thế. Nên họ định nghĩa khủng bố là gì ở bên Mỹ? Gây những sự bức xúc và làm cho người ta sợ hãi là khủng bố. Nhất là dùng vũ khí. Thí dụ như là dùng cái súng, mà cái súng nước thôi, dí vào đầu người ta. Người nạn nhân không biết đó là cây súng thiệt hay cây súng giả, và người nạn nhân cảm thấy lo sợ, thì đó cũng là hành động khủng bố. Nên việc mà nước Mỹ định nghĩa hành động khủng bố cũng rất là tổng quát. Đã là khủng bố thì theo 18 USC chương 118 của Mỹ thì những người khủng bố này có thể lên tới mức án tử hình nếu thấy rằng tội phạm của họ nguy hiểm đến an ninh quốc gia, hoặc là đã từng làm cho những người khác, nhất là các viên chức của Mỹ, bị tử vong. Thì mức án cao nhất là tử hình. Còn hệ quả của việc khủng bố không đến độ nguy hiểm đến an ninh quốc gia hoặc là đã sát hại một viên chức nào đó thì mức phạt của họ có thể tới mức chung thân, 20 năm hoặc 10 năm là bình thường. Nếu không truy tố được hình sự thì bắt đầu đưa qua dân sự kiện, và phạt thì rất là nặng về vấn đề tiền bạc, để cho người đó không còn có khả năng về tài chính trong tương lai làm những việc khủng bố tương tự như vậy nữa. Thì tôi xin trả lời một khán thính giả có hỏi tôi, ở bên Mỹ có luật chống khủng bố hay không? Chống khủng bố như thế nào, mức phạt như thế nào và ứng xử như thế nào? Thì tôi đã trả lời như thế rồi. Và cũng nói luôn, tôi không thể nào mà giống như những người mà đòi hỏi tôi mà phải dùng những từ ngữ như là thằng con. Điều đó nó không có hợp với văn hóa của tôi đã lớn lên. Người ta có phạm tội đi nữa, người ta trở thành là một tội phạm, thì bên Mỹ vẫn gọi là thưa ông, thưa bà. Nhưng mà cách xử sự thì khác à. Tôi có ăn có học ở Mỹ, tôi không thể nào thốt ra những lời như những người đòi hỏi. Đó là phải gọi như là anh Ito Aoun là thằng. Tôi không làm điều đó được. Văn hóa mà tôi lớn lên không cho phép tôi làm điều đó. Còn các ông, các bà muốn làm điều đó, đó là quyền của các ông, các bà. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán giả theo dõi. Và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.